Hi, chào các bạn quay lại với kênh YouTube của Info 365. Phía sau đây đang là chiếc Ford Ranger Wildcat 3.2 của chúng ta. Một phiên bản cũ với động cơ mạnh mẽ đã được khách hàng nâng cấp một số các yếu tố mà theo anh thấy sẽ là phù hợp để các bạn cải tiến chiếc xe của chúng ta. Cùng theo anh là chiếc xe này đã được nâng cấp những gì và nó có đáng tiền hay không nhé. Ở phần đầu xe chúng ta dễ dàng nhận thấy khách hàng đã nâng cấp mặt ga lăng lên một phiên bản to bản của chiếc Ford theo dạng của Raptor, thêm đèn ba mắt để tạo điểm nhấn cho chiếc xe này. Cùng với đó là hệ thống cản hammer. Cản hammer là một hệ thống cản hiện tại được khách hàng rất là ưa chuộng cho những chiếc Ford Ranger Raptor. Tuy nhiên, cái dòng của Wildcat, dòng của XLS và dòng của XL thì chúng ta hoàn toàn có thể gắn cái phần cản hammer này để chiếc xe của chúng ta thêm hầm hố hơn. Phần cản này các bạn nhìn thấy nó có một điểm đặc biệt, đó là ở phía trước này đang có một cái điểm để chúng ta là phóng hệ thống của radar lại. Do Ranger Wildcat thì sẽ có một hệ thống radar để phanh tự động, thì đây là chỗ để hệ thống radar có thể phóng ra ngoài mà không bị vật cản. Kèm theo đó, đó là hệ thống của cảm biến. Do Ranger Wildcat sẽ có cảm biến đối tự động nên là đây là cảm biến hông, đã được khi chúng ta nâng cấp lên cái phiên bản mà Thanh Hammer này thì vẫn có vị trí để chúng ta gắn cảm biến vô đây. Đây là các lỗ để vị trí chúng ta gắn cảm biến. Do là khi nâng cấp lên thanh hammer thì phần của dép gầm cũng đã được gia cố thêm bởi các thanh gia cố. Các bạn thấy cái thanh màu đỏ tạo thêm hầm hố mạnh mẽ cho chiếc xe. Ở phần phía trước này, khi chúng ta có tiền, có điều kiện thì chúng ta hãy nâng cấp lên bộ đèn bi này. Sẽ sử dụng là đèn bi siêu sáng của các bạn có thể sử dụng của Jaguar cũng được. Đèn bi này, bi LED siêu sáng. Ở phía dưới của chúng ta, phần đèn gầm thì chúng ta cũng có thể chọn đèn bi để tăng cái điểm sáng lên. Nếu không thì chúng ta có thể hai bên này nó cũng sẽ giống như cái đèn này, nói là chỉ là đèn sáng gầm thôi. Khi chúng ta muốn cho sáng hơn thì chúng ta hãy sử dụng đèn LED bi siêu sáng. Đi qua bên này một xíu, đây là chiếc xe của chúng ta Ford Ranger Wildcat với các phần vè khách hàng đã làm thêm. Tại sao mà thêm cái vè to bản như thế này? Thứ nhất là tạo điểm nhấn liền mạch với hệ thống của thùng hammer. Thứ hai là lốp của chúng ta đã được kích lốp rồi, kích lốp đưa cái lốp ra theo dạng, theo anh thấy ở đây đang là lốp 3.5, đưa 3.5 tăng chiều rộng của lốp ra làm chiếc xe của chúng ta đi đầm hơn, thêm hầm hố hơn. Lốp này khách hàng đã thay bằng lốp địa hình với việc sơn mâm đen bóng cùng với các vị trí của đây là bộ ốp titan. Ốp titan này chi phí anh thấy rất là rẻ nha các bạn. Nhưng mà đây các bạn thấy này, tạo điểm nhấn cho chiếc xe của chúng ta rất là hay. Ốp titan. Phần thân xe khách hàng không can thiệp nhiều, không lắp thêm nhiều đối với chiếc này. Một lưu ý là đây là chiếc Ranger Wildcat 3.2 nha các bạn. Thì các bạn mua xe này 2016, 17, 18 thì các bạn có thể là nâng cấp lên để chiếc xe chúng ta thêm mới, để chúng ta thêm thích thú với chiếc xe, và sau một cái thời gian chúng ta đã gắn bó với nó mà chúng ta muốn thêm cái vẻ bề ngoài để chiếc xe chúng ta thêm đẹp hơn. Phần phía sau đập vô mắt các bạn, đây là một phần ốp. Ốp chiếc Ford to bản này, đây là ốp của F150 và các bạn có thể chọn sơn theo màu chúng ta thích. Các bạn có thể sơn chiếc Ford này màu đỏ cũng được, màu xanh cũng được, màu tím cũng được, màu nào cũng được. Bên anh sẽ sơn cho các bạn. Và cái phần màu đen này cũng vậy, các bạn có thể sơn lại. Chỉ cần ốp vô thôi. Phía bên phải đây chúng ta sẽ có một xe zin nè. Bên trái đây là chiếc xe đã được ốp rồi. Phần này nhìn thì các bạn có thể thấy ngay. Khách hàng đã gắn một cái nắp thùng cuộn lên đây rồi. Nắp cuộn này đang là nắp cuộn chống kẹt nha các bạn, rất là mới.
Ok, đây là chiếc Ford Ranger của chúng ta. Thì một option để các bạn lựa chọn nâng cấp cho chiếc Ford Ranger quay chắc của chúng ta, cho chiếc XLS, cho chiếc XLT Limit và kể cả cho chiếc XL. Thì một trong những option như thế này để chiếc xe thêm hầm hố, tăng cái trải nghiệm và tăng sự thích thú của chúng xe lên, của chúng ta lên. Thời thông tin về xe Ford, toàn bộ chương trình khuyến mãi thì hãy alo mình là Ford 365 hệ thống Sài Gòn Ford. Cảm ơn các bạn, chào các bạn. Hi, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của anh Ford 365. Phía sau anh đây đang là một chiếc Ford Ranger quay chắc 2021 phiên bản 30 turbo, và phiên bản có đủ luôn cái hệ thống mà phanh tự động. Đây là chiếc xe của anh giao cho khách hàng sáng hôm nay ngày 27 tháng 1. Thì cùng theo để xem là chiếc xe này khách đã làm cái gì và nó có đáng để đây không nhé. Cùng theo trên đây. Đây là chiếc Ford Ranger quay chắc B-Turbo 2021 phiên bản 2 cầu Ford X4 của chúng ta. Đây là phiên bản Full Option. Full Option thì như các video trước anh đã nói rồi, đây là bản quay chắc đã có được cái hệ thống phanh chủ động và giữ lên đường rồi, chứ nó không chỉ là bản quay chắc Limit nữa. Đây là chiếc xe màu đỏ kem anh giao cho một anh khách ở quận 11. Anh đi con quay chắc của công ty rồi và anh cảm thấy ok. Đây là một chiếc xe đáng để chúng ta lựa chọn cho gia đình của anh. Thì anh mua chiếc này là cuối tuần á, cuối tuần anh hay đi về những vùng quê hoặc là những trang trại, anh mang theo xe đẹp á, xe đẹp của gia đình anh và của con, các con của anh. Thì thành ra anh chọn một chiếc bán tải thì công dụng thì khỏi nói rồi, hiện tại rất là đa dụng. Thì ở chiếc này anh đã chọn những gì? Đầu tiên á là anh đã nâng cấp lên là mở tính năng ẩn cho cái việc mà mở lốc và lốc gương khi chúng ta sử dụng nút bấm từ xa. Gương này các bạn anh mở nha, đó, đóng lại nè. Ok, cho các bạn qua đây xem là dễ hơn, tại vì gương của Ranger quay chắc của chúng ta thì là gương chuyển điện, nhưng mà gập thì vẫn phải sử dụng một nút nhấn trong xe. Thì đây chúng ta sử dụng remote là chúng ta có thể mở gương được luôn. Rồi tắt ra đi. Thì đó là một tính năng đối với mở tính năng ẩn. Phim thì dĩ nhiên là một cái option mà không thể thiếu đối với dòng Ranger quay chắc này. Nắp thùng thì anh lại lựa chọn là nắp thùng 3 tấm, tại vì nắp thùng 3 tấm thì rất là nhiều công dụng và chi phí lại thấp. Thì nắp thùng 3 tấm này chúng ta dễ dàng gập được, chúng ta có thể chở đồ trên này được, chúng ta có thể mở các lớp lên để chở đồ cao được, như các video anh đã giới thiệu cho các bạn. Và đặc biệt ở cái nắp thùng 3 tấm này là khi chúng ta không cần thiết, chúng ta có thể dễ dàng lấy bằng tay và mở nó ra, không cần một cái kìm mở lết hay là một cái khóa nào hết để mở ra, mà mở hoàn toàn bằng tay hết. Là chúng ta có thể đặt cái nắp ba tấm này qua một bên và chúng ta chất cái đồ cao lên, chở cái mai và chạy về, hoặc là chúng ta có thể để nhà, rất là dễ dàng. Và đối với cái nắp ba tấm này thì chúng ta không phải sợ cái việc liên quan tới đăng ký đăng kiểm nha các bạn, không liên quan tới đăng ký đăng kiểm luôn. Thì cứ thích thì gắn vô, buồn thì tháo nó ra. Rồi, ở một tính năng nữa anh muốn cho các bạn xem ở chiếc quay chắc này, đó là cái phần mà áp suất lốp. Đó là cảm biến áp suất lốp thì anh đã gắn thêm cho chiếc quay chắc của chúng ta rồi. Tại vì không giống như cái dòng khác thì quay chắc lại giấu tính năng ẩn là áp suất lốp. Đây là áp suất lốp của quay chắc là cảm biến. Chúng ta gắn cho 4 bánh là 4 cảm biến. Cùng xem ở trên màn hình chính này. Màn hình chính của chúng ta áp suất lốp thì anh sẽ khởi động máy lên cho các bạn xem. Ok, áp suất lốp cho các bạn xem đây. Áp suất lốp thì thay áp suất lốp của chúng ta và ra cảnh báo khi mà thay áp suất lốp. Thì dòng quay chắc của chúng ta các bạn biết rồi, do khối lượng của quay chắc lớn, gần như là lớn nhất trong cái dòng bán tải hiện tại tại Việt Nam, nhập khẩu từ Thái Lan, và hệ thống cân bằng động của quay chắc cũng rất là tốt. Nên một số trường hợp á,
các bạn sẽ nghe những khách hàng người ta đi rồi, người ta sẽ nói là khi chúng ta chạy ở tốc độ cao mà lốp bị mất áp suất hoặc là có một cái lốp lủng, nhưng mà chiếc xe chúng ta nó không bị nghiêng và gần như chúng ta không biết được, tại vì nó đang cách âm quá tốt và chúng ta không biết được chúng ta đang bị mất áp suất lốp, bị lủng ở bên ngoài, thì chiếc xe nó tự cân bằng động lại, nó giữ cái chiếc xe không bị nghiêng luôn và chúng ta không hề biết tới cái việc mất áp suất lốp ở cao lốp luôn, nghĩa là một trong bốn lốp. Thì thôi chúng ta cứ thêm cái bộ cảm áp suất lốp này đi cho nó chắc, cho nó an toàn, để chúng ta biết được là xe nào, xe chúng ta đang bị thiếu và chúng ta cần phải xử lý nó. Chứ còn hơn mà để khi chúng ta dừng lại chúng ta mới biết thì nó cũng, nhiều trường hợp nó cũng hơi nguy hiểm. Cảm biến bên hông để cho cái việc mà đổ tự động. Ok, cảm ơn các bạn. Đây là chiếc Ford Ranger Wayback của anh để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng trong ngày 27 tháng 1. Cần thêm tin về xe Ford, toàn bộ chương trình kêu nãi thì cứ alo mình, mình lên 4365 tại hệ thống Sài Gòn Ford. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.